Quảng Ngãi thêm 70 ca mắc COVID-19. Sáng nay, Quảng Ngãi ghi nhận 70 ca mắc COVID-19, trong đó có 48 ca cộng đồng. Cụ thể, 48 ca cộng đồng, huyện Bình Sơn có 14 ca cộng đồng. 5 ca có nhà ở xã Bình Đông, trong đó 1 ca có nhà ở thôn Tân Hy 1 là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn DHT, 1 ca ở thôn Tân Hy 2 là nghề lái xe và 3 ca là công nhân công ty cổ phần thép hòa phát Dung Quốc. 4 ca có nhà ở xã Bình Thạnh trong đó ba ca ở thùng Xuân An là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Khoa và một ca ở thùng Vĩnh Trà. Hai ca là người trong một gia đình có nhà ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh. Một ca có nhà ở thôn Thạch An, xã Bình Mỹ là công nhân công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc. Một ca có nhà ở thôn Tuyết Diêm Ba, xã Bình Thuận là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Đô Sang Vina. Một ca có nhà ở thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Huyện Sơn Tịnh có 4 ca cộng đồng hai ca có nhà ở xã Tịnh Sơn, trong đó một ca có nhà ở đội 5 là cán bộ xã Tịnh Sơn và một ca ở thôn Diên Nghiên là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Millennium, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Một ca có nhà ở thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn IDCO, khu công nghiệp Tịnh Phong. Một ca có nhà ở thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh làm nghề lái xe. Thành phố Quảng Ngãi có 3 ca cộng đồng. Một ca có nhà ở tổ 4, phường Nghĩa Chánh là nhân viên nhà hàng ếch xanh đường Phan Đình Phùng. Một ca có nhà ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Millennium, khu công nghiệp v ship Quảng Ngãi. Một ca có nhà ở thôn Giao Hòa, xã Tịnh Long là công nhân công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc. Huyện Tư Nghĩa có 14 ca cộng đồng. 11 ca có nhà ở thị trấn La Hà, trong đó có 7 ca là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Tân, 3 ca là người cùng gia đình ở tổ dân phố 2 và 1 ca ở tổ dân phố 1. Một ca có nhà ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền. Một ca có nhà ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận. Một ca có nhà ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa, khu công nghiệp về Ship Quảng Ngãi. Huyện Nghĩa Hành có 4 ca cộng đồng. 4 bệnh nhân đều có nhà ở xã Hành Thuận, trong đó 2 ca là cha và con có nhà ở thôn Phúc Minh, một ca ở thôn Đại An Đông 2 là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thành và một ca ở thôn Đại Xuân là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Millennium, khu công nghiệp về Ship Quảng Ngãi. Huyện Sơn Hà có 5 ca cộng đồng. 4 ca có nhà ở thị trấn Di Lăng. Trong đó, 2 ca ở thôn nước Bung là lao động tự do và 2 ca là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Millennium, khu công nghiệp về ship Quảng Ngãi ở trọ tại xóm 1, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. 1 ca có nhà ở thôn Ca La, xã Sơn Linh. Huyện Ba Tơ có 4 ca cộng đồng. 4 bệnh nhân đều có nhà ở thôn Đồng Trâm, xã Ba Khâm. 14 ca bệnh là các F1. Huyện Sơn Hà có 4 ca, trong đó 2 ca có nhà ở thị trấn Di Lăng, 2 ca ở xã Sơn Linh. Huyện Sơn Tịnh có 4 ca trong đó 3 ca ở thôn Diên Điên, xã Tịnh Sơn và 1 ca ở xã Tịnh Phong. Huyện Bình Sơn có 4 ca, trong đó 3 ca đang cách ly tại công ty trách nhiệm hữu hạn DHG, 1 ca là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Millennium, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Huyện Nghĩa Hành có 1 ca ở thôn An Phú, xã Hành Thuận. Huyện Tư Nghĩa có 1 ca ở thôn 2, xã Nghĩa Thắng. Ngoài ra còn có 8 ca trở về từ vùng có dịch Covid-19, trong đó huyện Nghĩa Hành có 3 ca, huyện Sơn Tịnh có 2 ca thành phố Quảng Ngãi có 1 ca, huyện Mộ Đức có 1 ca và huyện Bình Sơn có 1 ca. Lũy kế, tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 26 tháng 6 đến nay là 4.101 ca. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 3.076 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 1.003 người, trong số này có 11 ca bệnh nặng.